Giang ơi, hãy đền mạng lại cho tôi. Tôi chết thật là hoang ức lắm Giang ơi. Em xin trân trọng kính chào quý vị khán giả và các cô chú bác thân mến, cũng như các bạn thân mến. À, rửa tay. Ở đây thì hiện tại bên kia đang cắt những cái cây đó các bạn, cho nên nó hơi ồn tí xíu nha. Thì nếu mà các bạn nghe không rõ thì hãy thông cảm giùm cho em. Hôm nay mọi người có khỏe không? Lúc này có nhiều manh mối lắm các bạn. Có nhiều manh mối về cái vụ mà vụ án của Càng Long này nè các bạn, của cái tên Giang Phản Phúc này đó. Hôm nay có manh mối rất là hấp dẫn. Trước tiên hết em mời các bạn uống cà phê nhé. Không có gì bằng mỗi sáng sớm mà mình húp được một miếng cà phê thật là ngon. Bây giờ em cho các bạn xem lại cái đoạn video mà quay ở trước chỗ mà nhà trọ Nguyên Thủy nha các bạn. Thì các bạn xem lại đây nhé. Đó, đây là trước cửa của Nguyên Thủy. Và đó là cái đường mà để mà cái đường này là cái gây tai nạn chết người ở trước cửa luôn nha các bạn. Và các bạn nhìn kỹ lại đây. Cái hình này đó là có một cái miếu, các bạn thấy không? Có một cái miếu ở trước cửa của nhà nghỉ Nguyên Thủy. Đó, các bạn thấy cái miếu rồi chứ gì? Xin lỗi, anh cho em uống miếng chút cà phê nữa. Mà hôm nay đó các bạn, thật là rùng mình luôn khi mà nghe lại cái một nhân chứng kể về cái sự kiện của cái đêm hôm đó, ngày 22 tháng 11 năm 2018 vào dạng khuya, thì chừng 10 giờ mấy 11 giờ khuya đó các bạn. Thì có một người phụ nữ kể rằng con của cô ta cũng thấy anh Thông này đứng trước bên đường để mà chờ cứu kêu oan. Các bạn có biết á, chết oan như thế nào khi mà nghe được cái người này, cái người nhân chứng, cái người phụ nữ này kể lại đó, thì các bạn phải rùng mình luôn, rợn tóc gái luôn. Lúc mà bà ta nghe một cái rầm rồi bà ta chạy ra, thấy ốc răng ra, ốc người ta gọi là ốc táo đó các bạn, dâng ra thì đem ốc táo đó đem đốt đi. Tội lắm. Cái này là bảo đảm với các bạn là bánh xe của tên Giang lương lẹo dư Giang Phản Phúc này cán lên mới nát ốc như vậy thôi. Thì bây giờ em sẽ cho trước tiên hết á, những cái chuyện rùng mình này đó, các bạn nhớ đừng có nghe xong rồi đừng có sợ nha. Thì trước tiên hết em cho các bạn coi cái này đây. Đó, đây là trước cửa nhà nghỉ Nguyên Thủy. Các bạn coi chiếc xe này nè, em quay chậm lại đó, là chiếc xe tải mà cũng có khả năng là giống chiếc xe năm xưa mà 2 năm về trước mà Giang đã lái đó các bạn. Cái đó đi về hướng cái bên phải là nhà chọn nhà nghỉ nha các bạn. Thì mà trước tiên mà em cho các bạn coi cái đoạn mà ấy đó, thì em giờ cho các bạn coi cái đoạn xe này nè, bạn nhìn kỹ nha. Đó, chiếc xe tải hồi nãy là chiếc xe tải thứ cái loại mà cũng như anh Giang Phản Phúc này lái lúc trước đó nha các bạn. Bây giờ các bạn nhìn kỹ cái cảnh này đây nè. Đây các bạn nhìn kỹ cái này nha. Ở đây là trước cửa nhà trọ Nguyên Thủy nha các bạn. Đó, chiếc xe chạy ngược chiều lại, thấy chưa? Đó, tức là chiếc xe này đó chạy ngược chiều để mà vượt qua mặt chiếc xe màu đỏ này. Các bạn thấy không? Chạy ngược chiều để vượt qua mặt chiếc xe màu đỏ đó. Đó, thấy rồi ha. Em chiếu chậm lại như vậy là các bạn thấy rõ rồi chứ gì. Thì trong cái vụ án này, lúc mà cái đường đi về này, còn cái điểm này nữa, trước khi đó em sẽ nói cho các bạn biết, từ cái chỗ mà Càng Long này đó, Trà Vinh này đó, về tới Hậu Giang, Vị Thành á, là chỉ có khoảng 100,
100 độ 110 cây số thôi, tức là khoảng 2 tiếng mấy lái xe là về tới, thì giống như bằng từ Sài Gòn ra Vũng Tàu đó các bạn. Cho nên không có lý nào mà gần nhà mình như vậy mà mình đi mướn nhà nghỉ để mà mình nghỉ hết các bạn. Các bạn nghĩ sao? Cái nhà ngay đó cách cách cái nhà cái chỗ mà nhà nghỉ cách nhà mình chừng có 2 tiếng đồng hồ. Mà lúc đó cũng chưa đến nỗi nào mà khuya lắm, chừng 10 giờ mấy 11 giờ thôi. Thì nếu như mình ráng lái thêm tí xíu nữa thì độ chừng 1 giờ mấy 2 giờ là mình về tới nhà, là mình ngủ luôn giấc tới sáng. À các bạn thấy chưa? Và cái đoạn xe hồi nãy các bạn thấy đó là chiếc xe đỏ đang chạy cái lane về hướng này nè ha. Còn cái hướng xe đi về nhà trọ là nằm bên đây. Và chiếc xe đó mới lách qua. Tại vì sao xe đó lách qua để vượt qua xe màu đỏ? Tại vì chiếc xe màu đỏ chạy quá chậm, cho nên chiếc xe đó phải lách qua để mà qua mặt chiếc xe màu đỏ. Cho nên bây giờ đó, coi cái đoạn phim đó, các bạn có nghĩ như thế này có đúng hay không nha. Thì theo cái lời mà nhân chứng mà kể lại đó, là lúc đó là phải lụm xác, hốt xác về đó các bạn, tức là bị banh ra hết, tức là bị xe cán, mới bị cái thân thể mới bị như vậy. Thì các bạn nghĩ như vậy nè, cái nhà trọ nhà nghỉ bên đây đang chạy về đây, thì có thể cái khả năng rằng khi mà các bạn coi chiếc xe hồi nãy vượt qua đó, thì có khả năng rằng là anh Giang này đó muốn về tới nhà gấp để mà được nghỉ ngơi, cho nên phải vượt qua chiếc xe ở đằng trước. Vượt qua chiếc xe đằng trước đó là chiếc xe mà ví dụ như chiếc xe màu đỏ nãy đây là chạy trước đi, anh Giang mới lách qua. Lách qua thì để đi ngược chiều ở bên kia, rồi bên kia chạy lên. Không, mà lách qua thì chạy luôn nó chiều. Thì lúc mà lách qua gì nè, tình cờ chiếc xe của anh Thông chạy lên. Cho nên anh Giang lách không kịp, anh phải bay vô trong cái lề của nhà trọ Nguyễn Thủy. Và tông, đã tông rồi mới lách qua, lúc đó là tông rồi. Thì lúc mà tông đi bên hông như vậy đó, cái khả năng là tông bên hông như vậy đó, thì anh Thông nó mới té xuống. Thì lúc đó đó bánh xe mới chạy lên cán. Tại lúc đó là lách vô lề mà các bạn. À, các bạn coi là cái hiện trường nha. À. Đây các bạn coi cái hiện trường thấy không? Chiếc xe đó đậu là cái ở trước này đó, là ở trước cái Nguyên Thủy. Thì chiếc xe đậu bên đó đó tức là đang chạy ngược chiều và hoảng hồn quá. Đó các bạn thấy chiếc xe không? À, lách như vậy đó. Thì hoảng hồn quá mới lách vào bên đó để mà né cái tên mà anh Thông này chạy lên á. Chiếc xe lách vào đó để mà né, nhưng mà né không kịp tại vì chạy ngược chiều nó nhanh quá, cho nên bay lên trên đó luôn. Rồi sau đó mới đổi thừa là mình rẽ trái vào để mình vô mướn nhà trọ nghỉ. Nhưng mà thực tế ra các bạn nghĩ xem, từ cái nhà trọ này mà về tới nhà mình còn 2 tiếng mấy nữa thôi, không lẽ mình không về nhà mình nghỉ? À, các bạn thấy chưa? Cho nên các bạn coi là cái đoạn xe đó, cái đoạn xe hồi nãy chạy đó là có khả năng rằng nha, có khả năng rằng chạy ngược chiều mình tốc độ nhanh như vậy đó, mớ tông cán chết người ta, banh cái dằn cái não ra, cái óc ra, và cái cô Linh này đó mới bị 63% dập cái thương tích đó các bạn, bị dập mà bên não bên trái. Cho nên cái đó mới là cái khả năng, đó là mới là cái hiện trường thực sự, chứ không phải mà anh ta leo lên đó đậu mà xe anh Thông chạy tới mà tông vô như vậy. Nếu như mà chạy tới tông vô như vậy đó thì chiếc xe của anh Thông nó chỉ rớt xuống, mà có nón bảo hiểm thì cùng lắm là gãy giò, gãy tay, gãy chân thôi, chứ không đến nỗi mà văng cái não mình ra. Làm sao mình văng cái óc ra được, các bạn thấy chưa? Cho nên á, chạy ngược chiều gì nè, mình chạy đá lỗi rồi, mình chạy ngược chiều mà sau đó mình thấy xe bên Thông chạy lên, lách không kịp cái bay băng qua đó, cho nên mới va chạm với nhau mạnh như vậy thôi. Chứ không thể nào mà đậu một chỗ mà anh kia bị ba văng cái ốc ra được hết các bạn. Các bạn thấy chưa? Cho nên cái gian lương lẹo này rất là nguy hiểm. À, bây giờ đó các bạn nghe cái đoạn mà cái người nhân chứng nói lại thì các bạn đừng có sợ nha. Nói lại rằng lúc đó bà ta đi hốt ốc để mà đem ra đốt. Ốc táo đó các bạn, đem ra đốt. Các bạn nghe lại nhưng mà các bạn đừng có sợ nha. Cho các bạn nghe lại nhé. Các bạn nghe đây, các bạn nghe nha. Đó các bạn có thấy không?
tông mà rớt cái ốc ra luôn, mà cô phải luộn cái ốc cô mà đâm để lên cái miễu. Cho nên cái hình mà hồi nãy các bạn thấy đó là đó là một cái miễu đó nha các bạn. Thì các bạn thấy đó, sự va chạm mạnh như thế nào mới bay ốc chứ. Chiếc xe mà sử dụng như xe em đang đậu cái như vậy đi, mà chiếc xe nào chạy tới tông thì cùng lắm là nó té xuống thôi. Tại tốc độ chạy đó là khoảng có 40 cây một giờ thôi. À, cho nên á, cái mà cái giả thuyết á, không phải cái giả thuyết mà có thể là cái sự thật luôn nữa, là anh Giang này muốn qua mặt một chiếc xe. Tại vì từ ở đây á, mà mình về nhà, mà về nhà theo cái bản đồ đây nè, các bạn coi cái bản đồ đây này nha. Để mình cho các bạn coi cái bản đồ. Đó, cái bản đồ từ thị trấn Càng Long về tới Vị Thành nè, chỉ có 110 mấy cây số thôi. Và các bạn coi cái bản đồ từ nhà trọ Nguyễn Thủy đây về Vị Thành. Cái Nguyễn Thủy đó là nằm bên tay phải, Vị Thành là bên tay trái. Các bạn thẳng thấy không? Nếu mà đi nhìn theo đúng theo cái bản đồ này đó, mà đúng theo cái bản đồ này đó là anh Giang Phản Phúc này đang trên đường chạy về nhà mà muốn về nhà gấp nữa. Cho nên đã lách qua chiếc xe ở đằng trước mình và va chạm vào chiếc xe của lúc mà vừa lách qua đó, thì là tình cờ chiếc xe của anh Thông chạy lên và lách không kịp. Cho nên phải bay vào trên lề đó đầm và va chạm vào, là kén luôn cái đầu nát luôn. Các bạn thấy chưa? Chứ không thể nào chiếc xe mình đậu một chỗ mà chiếc xe của anh Thông chạy lên tông được hết. Cho nên các bạn thấy chết oan như thế nào. Và các bạn hãy xem đây, cái hình ảnh của anh Thông tội nghiệp lắm các bạn. Đây là một cái hình bàn thờ nhé. Đó, các bạn thấy không? Bàn thờ của anh Thông nè, Lê Tấn Thông nha các bạn. Đây nè, các bạn coi này, nhìn rất là tội nghiệp nè. Giang ơi, trả mạng lại cho tôi chết oan lắm. Tại sao như vậy hả Giang? Tại sao hả Giang? Tôi đâu có lỗi gì, tại sao anh phải giết tôi? Giang ơi, Giang. Các bạn thấy chưa? Và các bạn coi đây, bàn thờ có hai cha con luôn. Và vài tháng sau thì người cha lại bị mất. Thì nghe nói là bị bệnh, nhưng có thể là lý do là con trai mình mất sớm quá, buồn quá, cho nên sanh ra bệnh. Thì lý do nguyên nhân mà thực sự đó là chưa có điều tra rõ là tại sao, mà em chưa có hiểu rõ là tại sao bác trai chết. Nhưng mà em nghe nói là bệnh chết. Nhưng mà sẽ có một ngày gần đây nhất em sẽ tìm hiểu coi tại sao bác trai lại chết nhé. Vì buồn quá sanh ra bệnh chết, hay là mình đã bệnh nặng rồi mình mới đúng thời địa điểm mà chết. Nhưng mà các bạn thấy không, hai cha con đều chết cùng một năm cả. Trong vòng một năm hai cha con đều chết cả. Thấy tội nghiệp như thế nào? Các bạn nhìn thấy cái bàn thờ này đi. Và anh Thông này, theo cái thông tin em nhận được á, thì anh Thông là người con trai thứ giữa, có một người chị lớn và một người em út nữa, và một người mẹ rất là tội nghiệp, đáng thương lắm. Các bạn nghĩ xem, em phân tích như vậy các bạn có đồng ý hay không? Nếu như mà chiếc xe mà đậu một chỗ như vậy đó, thì làm sao mà văng ốc, cái ốc mà bị nát ra được chị? Làm sao mà nát được? À, các bạn nhìn thấy rồi phải không? Cho nên đây đó là rõ ràng rằng là anh cáo tử tham này, Giang Phản Phúc này, là chạy ngược chiều và lách không kịp nên bay bên lề bên kia, và cho đổ tội rằng là anh ta chạy tới tông. Không thể nào như vậy được các bạn. Khi mà xe đậu một chỗ mà xe Honda tới tông là không thể nào mà văng cái ốc mình ra được. Và cái cô Linh này đó là bị 63% thương tích, bị dập mà não bên trái. Các bạn thấy không? Không thể nào cả. Từ từ các bạn sẽ thấy những cái chứng cớ, những cái bằng chứng rất là hay nha. Thì có một số người hỏi em là em Linh bây giờ như thế nào. Thì các bạn nhìn cái hình ảnh lúc mà ra tò đây nè. Một người đàn con gái đang tuổi lớn, các bạn thấy không? Nhìn hơi khờ một tí xíu. Tại vì bị có tai nạn đó, mình phải bị biến dạng đi thôi. Các bạn thấy không? Tội nghiệp như thế nào? Và nhìn lại cái bàn thờ đi. Tội nghiệp như thế nào hả Giang? Giang ơi, Giang có lòng lương thiện hay không Giang? Giang thấy không? Một người chết trẻ như vậy, Giang có thấy như thế nào hả Giang? Thật là tội lỗi quá. Các bạn cũng thấy những cái sự lương lẹo
của Giang Phản Phúc này hiện nay đang làm thì các bạn cũng hiểu rõ rằng cái tai nạn này hắn ta cũng thuê luật sư, cũng khai rằng thuê luật sư bỏ 200 triệu ra để mà chạy cái vụ này. Các bạn thấy chưa? Không có cách nào mà chiếc xe mình đậu một chỗ mà tông mà nát cái ốc, nó ốc mà răng ra ngoài. Cái cô bên đường, cô hàng xóm phải đi lượm cái ốc táo đó để mà đem cúng, đem đốt. Các bạn thấy tội nghiệp như thế nào? Và gia đình mình, một người cha, một người mẹ mất đi một người con thì cảm giác sẽ như thế nào? Giang ơi, tại sao mày ác quá vậy Giang? Nhưng không cho ngươi sống vào ngoài vòng pháp luật đâu nhé. Từ từ sẽ biết. Ok. Em xin cảm ơn các bạn nhiều lắm. Em xin chấm dứt cái video tại đây nha. Và nếu như có yêu thương em thì hãy tặng cho em một cái đăng ký nhé. À, và có rất là nhiều người, không phải rất nhiều mà số nhỏ thôi, à, vào bình luận nói em ở Mỹ tại sao mà em biết được những cái chuyện này, sao nhiều chuyện quá. Ý nói là cái cáo tử tham này là người tốt, đừng có nhiều chuyện vô cái vụ này nữa nha các bạn. Thì kệ, em làm những chuyện gì em muốn làm thì em cứ làm, miễn sao mình không có làm gì mà sai trái với cái lương tâm của mình cả. Còn cái những cái điều mà Giang Phản Phúc này đang làm đó là làm cho gì? Vì cái đồng tiền. Mà các bạn có biết á, em mới nhận được cái thông tin á, Giang này rất là gian ác từ lúc mà thờ trước rồi, chứ không phải mới đây đâu nha các bạn. Từ từ em sẽ đưa ra những cái chứng cứ đó cho các bạn biết anh ta làm gì lúc trước mà sống nha. Thôi, xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp, và nhớ đăng ký để mà theo dõi em luôn nha. Và nhớ bình luận, bấm like, bấm share. Xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Bye bye.